Tình hình sạt lở đất đang là nỗi ám ảnh thường trực của người dân trong mùa mưa bão, nhất là tại khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều nơi người dân vẫn phải chịu cảnh sống chung với thiên tai mà không thể di dời. Ghi nhận của phóng viên VTC 14 tại tỉnh Bắc Cạn. Thôn Thẩm Mu, xã Văn Lang, huyện Nari. Đây là khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất, thiên tai khi mưa lũ xảy ra trên diện rộng. Anh Đặng Đức Duy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đất đá tràn từ trên đồi xuống, vùi lấp ngôi nhà của gia đình trong đêm. Nhờ sự cảnh giác và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình anh đã may mắn thoát chết. Mỗi khi thiên tai trời mưa mà không phát hiện kịp thì rất là nguy hiểm về đối với gia đình. Nó đã sạt một lần nữa thì tôi và gia đình tôi thì rất là lo lắng là mỗi khi trời mưa sợ nó sẽ là sạt nhiều thêm nhiều lần nữa. Thì cũng gia đình cũng không biết là có cách nào để di rời hay là có chỗ nào để chuyển đi để nó có một chỗ ở thoải mái và đỡ phải lo lắng về những cái thiên tai trời mưa. Nhiều người dân trong thôn Thẩm Mu cũng luôn sống trong trạng thái thấp thỏm, lo âu mỗi khi mưa lớn. Thậm chí, nhiều hộ còn chủ động dựng lán tạm ở sát ven đường để có thể tránh trú trong trường hợp sạt lở, thiên tai xuất hiện. Lúc mưa to gió lớn thì ai chả sợ, lúc bản thân cả gia đình chứ cũng sợ mà. Mấy năm trước đã bị một lần rồi, cũng sợ mà. Mình phải tránh, lúc thì mưa lớn lắm thì mình đi xuống nhà văn hóa thôn để tránh thôi. Ở trong thôn này ấy thì đa số là không có quỹ đất để mà di rời hoặc là làm khu tái định cư, mà chỉ là toàn các hộ là làm đất, làm nhà, làm nền nhà là trên sườn dốc hết. Thì quỹ đất của thôn thì cũng không có. Khó khăn nhất là san nền để làm nhà ấy, thì rất vất vả. Ngày xưa thì đào hàng 3-4 tháng thì mới được một cái nền nhà. Bây giờ thì máy móc thì có rồi nhưng mà cũng phải mất khá nhiều tài chính mới làm được cái nền nhà. Tại tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, hàng năm luôn xuất hiện hiện tượng sạt lở mái toa ly dương, đe dọa tính mạng, tài sản của khoảng 20 hộ dân. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên hàng trăm người dân vẫn phải chờ đợi và chấp nhận sống chung với nguy hiểm. Nhà nước mà không vào cuộc, không giải quyết được thì người dân chúng tôi vẫn phải cứ chấp nhận thôi, bởi vì cứ đến lúc mưa to gió lớn thì chúng tôi lại vẫn cứ phải chấp nhận để xử lý thôi, để xử lý nước nó chảy ra thôi. Thế còn nếu như mà sạt lở cao quá thì người dân chúng tôi lại phải bắt buộc tự bỏ tiền túi ra để đào đất đi thôi, chứ còn bây giờ chả còn cách nào khác cả. Đối với những cái nguồn của huyện trong một năm ấy thì rất là khó khăn, đòi hỏi để những xử lý cái những cái khu vực thiên tai sạt lở cần phải nguồn kinh phí lớn, nguồn hỗ trợ từ trung ương và của tỉnh, mà nhất là nguồn của trung ương hỗ trợ về thì để những cái khu vực có nguy cơ sạt lở cao thì để tránh có thiệt hại cho tài sản của nhân dân. Tình trạng sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang có nhiều diễn biến phức tạp. Những khu tái định cư, các phương án di dời rất cần các cấp, các ngành triển khai quyết liệt để giúp người dân yên tâm hơn về người cũng như tài sản, tránh thiệt hại bởi sạt lở đất mỗi mùa mưa lũ.